mình sẽ hướng dẫn các chị và các bạn vẽ những con vật từ số 1 từ số 1 đến số 9 nha. Nguyên liệu cần có là những cái bút nè. Wow, bút này mua ở nhà sách có đầy luôn. Còn tiếp theo là những cây bút highlight. Wow, mình còn có màu xanh ngọc nữa nè. Màu hồng nữa. Wow. Bây giờ mình cùng vẽ thôi. Let's go. Thank you.
Bye bye. Các bạn nhớ những cái chuông để thông báo khi mình có video mới nha.